truyền hình đang gặp rất nhiều khó khăn đối với cái việc tìm kiếm một tác giả mới có năng lực. Tác giả trẻ hầu như không có, nhưng cô Bích Ngọc thì lại được phó giám đốc hết lời khen ngợi. Cảm ơn ông. Anh có... Anh hãy mau hối thúc tổ ngoại cảnh và cuối tháng này bắt đầu bấm máy. Dạ. Cảm ơn chị. Cảm ơn cô. Anh à, có biết cô Bích Ngọc hay không? Biết. Cô là tới. Cô có năng lực hay không đó? Có mới được ký hợp đồng. Ký hợp đồng hả? Phải. Cười, cô là người vô lễ mà. Tôi cũng đã nghe chuyện đó rồi. Hey, anh phải nghe từ cả hai phía chứ. Chúng tôi đi ra ngoài với phó giám đốc. Nếu vậy anh cũng nhẫn nhịn một chút chứ. Vậy là còn đỡ hơn. Gặp người khác họ sẽ nói anh quấy nhiễu tình dục. Ê, tôi đâu. Nè, má nghe nói con lên đài truyền hình hả? Dạ. Bà ngoại đâu? À, má ra ngoài chút với con không? Đi đâu? Trước đây con có từng mua cho má vài bộ quần áo mới hay là một ít vật dụng, nhưng chưa có lần nào con mua tặng cho má loại rượu mà má yêu thích. Vậy con định mua rượu cho má? Ừ. Được, đợi má một chút. Mình đi đâu gần thôi, không cần trang điểm nhiều đâu má. Mình đi ăn món tự chọn nha. Có phải không? Ờ. Vậy còn bà nội, bữa nay đã đỡ chưa má? Người... Ây à, lâu rồi chưa đi chung với con gái của má. Đúng rồi. Đi tôi đưa tôi đi ăn nhà hàng. Ngon lắm đó. Vậy hả? Đã quá nha. Má, con cho vậy má uống cái đó. Lấy chai này, loại nhỏ và bia nữa. Món ăn kèm theo là cái gì? Lấy trái cây. Vinh đã. Gọi trái cây trước. Cho tôi trái cây. Dạ được. Ăn no quá không thưởng thức được một... Nếu không về bà nội con thì má kêu bà con tới đây luôn. Rồi ba má đi nữa mà. Hôm nay sao con lên đài nữa? Bộ còn phải sửa kịch bản sao? Khoan đã, má cần phải đi vệ sinh. Có gì con cứ việc uống trước, má phải làm nhẹ bụng. Wow, nhìn con làm có vẻ thành thạo quá ha. Con cũng sống trong thế giới. Con đừng có tùy tiện để người ta thấy. Không thôi á thì họ lại đánh giá này nọ biết chưa. Má, bữa nay con ký được cái hợp đồng 50. Ừ. Nếu trả xong tiền nợ nhà chắc cũng còn khoảng 10 triệu. Ôi à. Chuyện vui như vậy sao chỉ có mình má nghe được chứ, còn phải cho ba con biết nữa. Thật ra bà má giúp được cái gì cho con? Có chứ. Nếu như con được sống sung sướng như những đứa trẻ thì cho dù con có khả năng giết đi nữa cũng không thể nào giết một cách động lòng người như vậy đâu. Đạo diễn và tất cả những ai đã từng đọc cũng đều nhận xét giống như nhau. Ôi à, con gái tôi. Vậy là con đã được. Nhưng mà có phải con giết về gia đình của mình không? Không đâu. Mình phim truyện cần phải có nội dung thu hút người xem chứ.
Má thích làm diễn viên phải không? Đã lâu rồi, mình cạn ly đi. Chúc mừng tác giả Bích Ngọc, má thật đúng là hãnh diện. Con cũng vui vì có được gia đình như bây giờ. Cạn ly. Dục. Đáng lý, nhưng mà má uống từ từ thôi. Tại vì rượu này do con gái của má đã đổ mồ hôi công sức mới có được. Má. Hả? Bây giờ con đang cảm thấy hạnh phúc, nhưng mà con muốn hạnh phúc hơn. Sao không được? Con phải hạnh phúc, con xứng đáng, con phải được hưởng nhiều hạnh phúc mới được, biết chưa? Quyết định của con. Tình chứ, sao lại không tình? Má không tin ba con, nhưng mà tin con. Tin vào phán đoán của con. Ai nghĩ làm ở đài truyền hình cũng là suy nghĩ đúng của con. Từ nay về sau, dù con nói quả trứng là cục đá thì má cũng tin con. Thật ra con đưa ra quyết định này là mong má hiểu cho. Con cứ... Con là người có con mắt nhận xét người khác, có đúng hay không? Cái người lúc trước ở phòng của Kim Cương, con muốn anh ta là người của nhà mình. Con mới nói vậy? Con muốn ảnh là người nhà của chúng ta. Nhà mình rồi còn gì? Không phải là người ở cùng nhà, mà là người bạn đời của con. Con đã quan sát anh ta một thời gian rồi. Con nói gì vậy? Con còn tỉnh táo hay không? Má nghe con nói hết đã. Nghe má nói, anh ta là người rất ngay thẳng, một con người trong sáng. Con thấy ảnh là một người rất dễ gần và rất đáng tin cậy, một con người trung thực. Cậu cũng không có thiện cảm với ảnh, nhưng mà từ từ con đã nhận ra và con đã chấp. Ảnh rất là hợp với con và cũng là người mà con cần. Khi nhìn vào anh Quốc, con thấy bản thân con vẫn còn nhiều khiếm khuyết cần phải được bù đắp. Nhưng mà con đã lầm. Anh Quốc dù có làm việc căng thẳng mấy và lúc nào cũng tươi cười, thân thiện, dễ gần, trong khi con thì nóng nảy, bột chộp rất dễ dàng. Điều gọi là bù đắp khiếm khuyết, má có biết không? Không biết. Con đã từng có cảm giác giống như một con mèo đi lạc bị bắt mưa, bây giờ gặp được một bạn bao bọc che chở. Đó là một cảm giác bình yên và hạnh phúc. Từ trước tới bây giờ con gắn liền với nhọc nhằn và khổ sở, bây giờ thì con lại không thấy như vậy nữa. Sẽ không còn rơi. Con muốn đem lại hạnh phúc cho người khác, chứ không phải là chỉ cho riêng mình. Điều này đủ làm cho con thấy ấm áp. Má không có muốn nghe. Muốn đem hạnh phúc cho người khác thì hãy nghĩ tới má mình trước đi nè. Bây giờ má sao có thể nói những lời này được chứ? Ý của con bây giờ là con với nó đã qua lại với nhau, có phải vậy hay không? Hồi nào? Cũng mới đây thôi, tụi con cũng mới vừa gặp nhau mà. Tại sao lại có thể nghĩ qua lại với người như vậy chứ? Con hứa với má, nếu như mà... Con im đi, má không muốn nghe nữa. Con gái con bắt mình phải tin tưởng lựa chọn. Con biết má sẽ cảm thấy khó hiểu. Nếu không chấp nhận được thì má cứ nhắm mắt làm ngơ đi, coi như là không có gì xảy ra. Xin má mà, đây là hạnh phúc của con. Vì hạnh phúc của con cho nên má càng phản đối. Nếu lần này má không thì con vẫn sẽ làm những gì mà con muốn. Má biết con rồi. Nếu như má không muốn nhìn mặt con nữa, tùy má thôi. Ban đầu có thể sẽ hơi khó khăn, nhưng con sẽ cho má thấy là con sống hạnh phúc. Má cứ chờ đợi và tin tưởng con. Con cũng xin má đừng xúc phạm gì tới anh Quốc. Con xin má. Có nhiều thứ mình có thể có được bằng tiền, thứ chỉ có thể có được bằng tình cảm thôi.
Anh Quốc là người có ý nghĩa với con, và con cũng như vậy đối với ảnh. Muốn cưới con? Ảnh chưa có nói. Cũng phải, có gì trong tay mà đòi cưới vợ? Vấn đề này con sẽ hỏi ảnh. Đúng là con điên. Ngoài gia cảnh khó khăn ra thì con có khiếm khuyết gì mà? Con thề với má, Cao Bích Ngọc này sẽ không có thất bại dễ dàng đâu. Gia đình con đều sẽ được trọn vẹn. Con hiểu đàn ông không? Chắc là con chỉ biết qua phim ảnh tàn đàn ông có kế hoạch gì rồi, thì phụ nữ dễ dàng trở thành con cờ trong tay nó. Má, má đã cảnh cáo con lúc muốn hợp tác sẽ tìm cách giúp con để đạt được mục đích. Má nói sai không? Con nghĩ là mình thông minh. Má có nói gì sai hay không? Thời gian sẽ chứng minh là má đúng. Nhưng có điều con chắc chắn là con người của anh Quốc, má đã đánh giá ảnh rất là thôi. Chờ xem, lúc đó con sẽ tự hành hạ mình rồi khóc lóc ôm hận cho mà coi. Má ngồi được chưa? Cẩn thận. Ê trời ơi, đau quá. Ê trời ơi, ăn thịt nữa. Má cứ ăn đi. Má, ta phỏng vấn bí quyết của bà cụ sống lâu trăm tuổi. Bà nói mỗi tuần phải ăn thịt vài lần đó. Trăm tuổi thì sao rồi? Có bầm dĩ nó ra rồi. Má à, con trai của má đã cực khổ đấu đó. Má con ăn ba cái thịt này nó nặng bụng lắm. Thì má cứ thử ăn một miếng đi nào. Trước giờ má chỉ toàn ăn rau cỏ, mới yếu như vậy nè. Mày muốn má mày ăn hết chỗ này làm ơn á, mày im cái miệng lại đi. Nói nhiều quá hả? Sao đem cất rồi? Cái đó mà để gần sau. Rõ ràng má không muốn ăn cho nên đẩy qua còn gì. Nói thiệt, má có một chút quá đáng đó. Cái gì mà quá đáng? Vì muốn mua thịt cho má ăn nên đã tốn tiền đi ra chợ, còn tốn công nấu nướng nữa. Mẹ con mình bỏ bao nhiêu công sức, không thể ăn một miếng mà còn đẩy qua như vậy, có quá đáng hay không chứ? Má của con ăn không nổi không tiêu. À, cho dù khó tiêu con cũng ráng ăn hết cho má vui lòng. Bây giờ không được vui, ăn hết nổi rồi. Nãy giờ có ai? Má của mày là như vậy đó, có được hay không hả? Tánh tình của má đúng là ương ngạnh thất thường quá, ra ngoài lung tung. Giờ con đã hiểu ba rồi. Từ trước tới giờ má chưa từng biết nghĩ cho ai một lần nào hết. Cái gì mà má thích thì má cố làm cho bằng được. Cái gì ý của mình, má có biết làm như vậy là không ai sống nổi với má hay không đây? Ừ, má của mày không có ra gì. Đi đi, mày kìa. Sống chung với mấy đứa con hoàn hảo của mày đi, mày ở đây làm cái gì? Của mày á, là tao ăn cơm hết vô rồi. Nếu điều này làm cho má thấy khó chấp nhận, cứ coi con cứng đầu hả? Má cũng đã từng kết hôn bất chấp ông bà phản đối mà. Lẽ ra má phải hiểu con. Đạo diễn có nói con chưa từng biết yêu sẽ là một khiếm khuyết lớn với một tác giả. Yêu? Ông nói nếu muốn giết hay thì cần phải biết yêu là gì, thất tình là gì. Vậy thì bé tình đi. Được rồi má à. Anh Quốc đúng là một người tốt mà. Nếu con kết hôn và sống với ảnh, nhưng mà nếu mọi việc tệ hơn như mọi người dự đoán. Ông Ngọc biết chưa? Ừ.
Nó cũng nói giống như má. Nếu như sau này một thì đối với một tác giả, đây cũng là một kinh nghiệm. Con cũng học được một bài học. Lúc đó con sẽ có thêm kiến thức, viết được nhiều điều thực tế hơn. Mấy nghề đơn giản hả? Đồ điên. Bé Ngọc Trai đi siêu thị về không thấy nó đâu hết, còn tưởng nó qua con ăn cơm nữa. Má, có nghĩ vợ của con đi tới đó không? Không có lắm, vì con Bích Ngọc được làm tác giả mà. Nó cứ cười suốt ngày à. Chừng nào nó thấy bực bội buồn chán thì mới qua đó thôi. Nhỏ, con gọi thử coi. Hả? Dạ má không có qua. Ba à, ba ăn cơm chưa? Rồi, mấy con ăn chưa? Tụi con cũng sắp ăn. Nè, nếu con không nghe lời má, con sẽ được hạnh phúc hay không? Ừ. Ông bà có còn sống không? Ừ. Nhưng con không có hỏi họ là, chỉ sợ là ảnh không có vui. Sợ rất không vui hả? Bích Ngọc à, con ngây thơ hay là con ngu dốt? Mà đầu óc con cũng mù luôn nữa. Trong mấy chị em của con là đứa nào? Má đừng có uống nữa. Đưa đây. Má không chịu nổi nữa. Má cứ để yên đó đi, để cho con tự lo. Má cho là con khờ khạo vậy. Má, con cái của con như vậy thì con có chịu ngồi yên một chỗ hay không? Lúc nào con có đúng vậy hay không? Rồi con sẽ thấy con cái làm phiền cha mẹ hơn cả trăm lần. Cứ để con làm ba má phiền lòng lần này, như vậy thì cũng công bằng rồi mà. Từ nay con đâu có dám than trách gì nữa. Tới phiên ba má đau lòng chút đi. Má đang rầu muốn chết nè, con cười được nữa hả? Con muốn là mình phải hạnh phúc hơn người ta. Con thấy hài lòng với chính ở một mình, con vẫn thấy hạnh phúc. Gì mà một mình? Con không có gia đình sao? Không phải thân. Nhưng nếu mà con sống với anh Quốc thì con nghĩ mọi thứ, công việc hoàn thành gấp đôi, anh em gấp đôi, hạnh phúc cũng sẽ gấp đôi. Chuột lấy gánh nặng thì có, muốn làm gì thì làm đi, má không quan tâm tới con nữa. Hiểu cảm giác của má. Xưa nay chưa từng có điều gì làm cho con phải khóc. Má đừng lo, má cứ chờ mà coi. Nếu như con khóc trước mặt má hả, có yên được đâu. Má sẽ truy sát nó tới cùng. Má à, sao đâu mà. Ghi nhớ những giọt nước mắt của má ngày hôm nay. Con hứa sẽ là đứa con gái tốt để má có thể hãnh diện mỗi ngày. À, cảm ơn nhiều, lần sau quay lại nha. À, cảm ơn nhất định. Tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt.
Hello, má hả? À, con vẫn bình thường. Anh Na tính tiền đi. Má à, con đang bận. Lát nữa con gọi lại má. Thôi được rồi, con cũng sắp về tới rồi. Ôi dạ, ôi. Ôi dạ. Hai má con mới vừa đi đâu về? Ây già, toàn mùi rượu không à. Ôi, nè nè nè. Ây. Để con. Ây, tiếc là. Nè, sao con không giống má rượu vậy nè? Con buồn quá. Con buồn chuyện gì? Mọi việc trong nhà đang thuận lợi mà. Má chưa biết. Đi, má đưa áo cho con. Nè, má con mới ở bên nhà về hả? Không phải. Vậy con thấy má con đi với con. Vậy là hai má con đi chung với nhau. Con uống có một ly thôi. Nè, nói cái thằng. Im lặng đi, Ngọc trai nó đang ngủ mà. Nằm xuống, nằm đi. Con buồn muốn chết luôn. Ây da, đừng có nói nữa, ngủ đi. Má, nghe còn Bết Ngọc nữa anh, nó không nghe lời. Bết Ngọc sao hả? Bữa nay em đã nhận được tiền hợp đồng. Ừ? Gì đây? Phải. Nếu mà nó không đẹp, ngày mai mình đi đổi. Em chỉ là chút quà tặng thôi. Em cũng nên cảm ơn anh chứ. Em viết là nhờ khả năng của mình mà. Đồng là em nghĩ ngay tới nó. Anh đi vô mặc thử đi. Ở trong đó đâu có kiến để mà coi thử. Anh tính thử ở đây. Phải. Tối thui à. Anh mặc nhiều quá, thì lại thoải mái. Có phải mắc lắm không? Ngày mốt lành có dịp mặc nó rồi. Cáo đẹp lắm. Rất hợp với anh. Ai đó vô đi. Con buồn ngủ không? Cũng phải ráng thức mà. Phải giữ đầu óc tỉnh táo thì học mới vào đầu được. Ba có gì muốn nói với con phải không? Con lại bất tiện. Ừ. Gần trường con có một khu chung cư vừa mới xây. Hay là ở tới đó ở đi. Thật hả ba? Ờ, cho chị lớn tuổi ở chung với con. Nhưng mà không được làm phiền người ta. Sao tự nhiên ba quyết định như vậy? Ba là một người ba thiệt tốt thì con cũng phải cố gắng. Nhưng mà người ở chung làm gì? Sau này con sẽ biết mà. Ba, con sẽ sống tốt, ba yên tâm đi. Thạch Anh à, không biết chị đang mơ hay tỉnh nữa. Chị được tự do rồi đó. Nói với nó chưa? Ờ, nói rồi. Nó nói gì không? Nó rất là thích, tôi cho. Nè. Bà, bà có thích nuôi chó hay chó sẽ giúp được nhiều việc đó. Mình không muốn chăm sóc tôi, nên mới nhờ chó làm chuyện đó sao? Ờ, mình nói vậy là sao chứ? Có anh Quốc là nó đứng về phía tôi thôi. Tôi muốn gặp con tôi. Ý, anh Kyle. Ờ. Anh mới nhà tới hả? À không. Anh tới có vất vả không?
không biết nữa. Em đói rồi. Cho hai chén cháo. Dạ. Lúc nào em cũng than đói. Chắc có lẽ anh thấy chán lắm hả? Là đói rồi. Hồi chiều tôi chỉ mới ăn hai cái bánh thôi. Nếu như sư trụ trì qua đời, vậy anh tính làm sao? Hướng đạo cho anh mà phải không? Nếu ông mất thì không ai ngăn cản anh làm hòa thượng, và mọi người sẽ ủng hộ cho anh hết mình. Cũng chưa hẳn đâu. Thấy ra đạo của anh nói đời này như một giấc mơ mà phải không? Ừ. Mà anh có qua cô Sa Giang không? Mai tôi... Vậy thì tốt. Sao vậy? Nếu anh ở nhà sẽ nghe thấy cãi nhau nữa, vì em sẽ kể cho má nghe chuyện của chị hai. Làm như vậy ảnh hưởng tới An Quốc thì sao? Nếu chị Bích Ngọc kiên quyết tới cùng thì có thể. Hay, có cần thiết phải như vậy? Có chuyện thì sao? Vì anh là con trai nên chị biết nghĩ tới anh chứ gì. Cho dù họ chia tay hay tiếp tục quen nhau đi nữa, chúng ta không có quyền chứ của ảnh. Vậy thì lý do gì? Lý do đó có chính đáng không? Chắc chắn là không rồi. Còn chị của em thì sẽ phải khổ sở suốt đời. Sống như vậy còn chưa có được, của em chịu khổ hơn nữa với cái người như vậy chứ. Cho dù họ chia tay hay tiếp tục quen nhau đi nữa, mọi người không thể xen vào được. Chỉ có rồi, hay là mình cứ tìm hiểu Anh Quốc trước đã, sau đó quyết định tán thán hay phản đối, có được chưa? Em cũng nghĩ chị hay là phải tìm hiểu rõ gia thế của ảnh. Nhưng cái điều mà em lo lắng là nếu như thân thế của ảnh đúng như là mình nghĩ, là con của một gia đình đã phá sản, thì chị... bây giờ chị đã chấp nhận rồi thì đâu có thành vấn đề. Lúc đó ảnh càng không dễ gì bỏ chị của em. Cách duy nhất là cho má biết để la chị, thì họ mới có thể tách ra được. Một con người có lòng tự trọng mà, ảnh không có dễ dàng để người ta la ảnh. Nếu cứ để cho má nói những lời khó nghe thì chắc chắn là ảnh sẽ bỏ đi ngay. Vì ảnh, nếu cứ để chị em giải quyết sẽ không xong đâu. Sau này chuyện của người khác tôi không nhúng tay vào nữa. Chuyện người khác? Lòng cũng không có được yên. Nếu ảnh không buồn thì em buồn. Dù sao cũng cảm ơn ảnh đã giúp chị hai chiếc. Dù thế nào cũng không được quá tùy tiện. Nếu cô thương chị cô và muốn chúc phúc cho cô ấy, thì cô phải chấp nhận người. Anh xin lỗi em, Anh Quốc. Anh sẽ dẫn em qua Mỹ làm ở nhà hàng của anh. Ây da, tại sao lại khóc? Còn chưa tỉnh rượu à? Hả? Tại con hết. Cái gì mà tại con? Hả? Bích Ngọc, tới phiên nó gây chuyện lớn nữa rồi. Lại có chuyện à? Bích Ngọc làm bậy hả? Không phải. Vậy chứ là chuyện gì? Cuộc đời nó sắp dẫm lên bánh xe của mẹ nó, quen thằng công ra vậy. Nó đang quen ai hả? Con nói rõ ràng chút cho má nghe coi. Con không biết. Cuối cùng là sao chứ? Nói đi. Mau lên, nói cho má nghe. Ây da. Đi học sớm vậy? Tôi bị đuổi ra khỏi nhà. Tại sao? Ba tôi đã đuổi tôi ra khỏi nhà. Có bị đánh không? Tôi biết. Chắc là phải ra đường ngủ rồi. Không thể ngủ ngoài đường được. Qua nhà tôi ngủ đi. Người không? Vậy không lẽ họ đuổi cô gái là định mệnh của con mình chứ? Để tôi lo chuyện này cho.
Nhà của anh có mấy phòng? Ý, như có 2 phòng. Nè, đã cho thuê rồi. Vậy tôi ngủ chỗ nào? Thì ngủ chung với chị của tôi. Cứ nói là bị đuổi ra khỏi nhà. Đang giữ mặt đó hả? Không phải tôi bị đuổi thiệt, nhưng mà tôi có nhà riêng rồi. Vậy sao được? Ra cho tôi đi. Em có xài nhà tắm hay không? Bà đang làm gì vậy? Má chồng nằm một chỗ mà không thấy mặt mũi đâu. Hay dạ, không phải hôm qua nó đã qua rồi sao hả? Nó qua đây chút xíu à? Ở tới gần tối mà. Bà còn muốn gì? Giả lại bà ra nông nổi này, tự mình bà gây ra chứ ai mà than. Nghe mai khùng điên tới mức cứ khiêng cái bình nước tương từ đằng này sang đằng kia mỗi ngày 2 lần như vậy, làm sao chịu nổi. Huống chi đâu bà tay. Làm như vậy thì nước tương nó mới không bị hư. Sợ bà chưa ăn nước tương thì đã chết rồi. Nè, chân của tôi, trời ơi, thiệt là đau quá đi à. Tôi cảnh cáo bà nghe, mai mốt trước mặt của tôi bà dẹp đi. Bà cứ lo cho thân của bà trước kìa. Một mình bà nằm đó không sao, nhưng mà liên lụy tới biết bao nhiêu người. Ôi à, đi về bến đi, đừng có nhiều chuyện nữa. Ây trời ơi. Con trai và con gái của tôi phải sống khổ sở tới bây giờ. Đi đi, kêu con gái bà qua đây. Bệnh gì? Bệnh gì ai mà biết. Cái gì? Bệnh gì mà lúc này nó bệnh, nó không muốn qua thì có. Đang nằm một đống ở nhà kia kìa. Má, má bị cảm hả? Không. Con có chuyện muốn nói với má. Chuyện Bích Ngọt hả? Má biết. Sao má hôm qua nên má mới như vậy? Má định làm gì? Thế kia cũng không được. Cái gì thế này không được, thế kia không được? Má phải tách rời 2 người họ ra. Nó còn nói nữa má. Dù thế nào nó cũng làm theo ý nó. Chị nói vậy. Nó nói ra hết rồi. Má giữ hợp đồng mướn nhà phải không? Đưa cho con. Không nhớ để đâu nữa. Má nhớ kỹ lại đi. Con còn nhớ mặt mũi như thế nào? Mấy cái đó má phải cất kỹ mới đúng chứ. Bữa nên má lật đật đi liền. Không nhớ để chỗ nào nữa. Trên hợp đồng chắc chắn là có số chứng minh nhân dân và địa chỉ ở quê ảnh chứ. Là trên đó không có điền địa chỉ dưới quê gì hết á. Mà Bích Ngọc nó vẫn kiên quyết thì làm sao? Nó là đứa xưa nay đã nói không có rút lời. Nếu đuổi anh Quốc ra khỏi nhà luôn thì sao đây? Cũng là tại má hết trơn đó. Sao tự nhiên mới dễ dàng cho người làm mướn nhà mà không biết chút nào về người ta hết vậy? Wow, mà giờ gọi thơm quá. Uống trà hay không? Để em làm cho. Chị làm được rồi. Ly chanh kim cương. Đã lấy chồng rồi mà cứ gọi là anh kim cương cho tới bao giờ? Có sao đâu chị. Trước đây chỉ có các cô phục vụ mới gọi khách hàng như vậy. Người ta đã nhầm lẫn rồi, không lẽ em cũng bắt chước? Sao em lại không gọi là ông xã? Nghe hay hơn hay sao? Dạ. Nhưng mà người khác có kỳ hay không chị? Sao lại kỳ? Nếu không thì em gọi là để chồng cũng được. Bữa sáng không cần mọi người phải cùng vào bếp đâu, cứ theo thứ tự là được rồi. Còn Hồng Ngọc thì đi làm buổi sáng buổi tối thất thường. Dạ được. Vậy em chia ngày đi. Cứ để chị của con suy nghĩ, đừng có gấp gáp. Cũng phải đưa ra quyết định.
vì mọi người cũng đã biết hết. Nhưng mà chúng ta vẫn phải biết rõ thân thế của thằng. Không hỏi thì chúng ta phải hỏi cho rõ ràng. Nếu thực tế tồi tệ hơn những gì Bích Ngọc đã hình dung, lúc đó chỉ có nữa. Cũng có thể lắm, nhưng con thấy không khả thi đâu. Nó có biết con qua đây hay không? Vậy về thì đừng có nói gì hết. Nếu má là con thì má phải làm sao với anh Quốc kia đây? Không chỉ có nói miệng đâu. Sức cũng... Nhưng mà cũng không có nên đổ hết cho anh Quốc. Tại thằng nó gạt nên nó mới mê. Ai mà lừa được chị? Chỉ thông minh sắc sảo như vậy mà. Còn bánh sandwich nào không hả? Dạ hết rồi. Bán hết rồi. Dạ. À, mời bà ngồi. Người phụ quán hôm nay bận gì? Phải đi họp phụ huynh học sinh. Bà có thích cơm trộn hay không? Thôi không cần. Tự nhiên cảm thấy thèm xe. Ngày mai cháu sẽ làm một phần đặc biệt đem qua cho bà. Hay là pha cho tách cà phê đi. Hỏi không cần đâu, cứ để tôi tự lấy được rồi hả? Ôi, thơm quá. À phải rồi, lát nữa Bích Ngọc qua, người trong nhà giùm cho tôi nha. Sinh nhật của người nào? Là của tôi. Ồ, chừng nào vậy? Ngày 6 tháng 12 dương lịch. Cứ tỏ ra vô tình hỏi thăm nha. Dạ được. Già rồi mà không có ai nhớ sinh nhật mình để tổ chức thì tuổi thân ghê lắm. Khi nào? Khoảng 3 năm về trước. Lúc đó trong nhà cũng có rất là nhiều lục đục nên ai cũng quên rồi cứ thế cho qua. Thì cháu sẽ hỏi sinh nhật của Bích Ngọc, sau đó cháu sẽ hỏi bà. Cậu cứ làm như vậy đi hả? Ngày sinh của nó giống ngày của tôi. Ý? Của tôi là 6 tháng 12 dương lịch, của nó là 6 tháng 12 âm lịch. Ồ, vậy hả? Bây giờ Bích Ngọc thành công rồi, ăn cũng có tiền, chắc nó có thể tặng cho mình một bộ đồ hàng phục thật là đẹp. 6 tháng 12 âm lịch là 20 tháng 1 dương lịch. Nè, em vừa mới đổ màu son, chị thấy sao? Không tối lắm cũng được. Dù sao đi nữa chị cũng cần phải biết anh Quốc đã từng sống như thế nào. Chị thấy ngại hỏi ảnh à? Chị và anh ta đều bận rộn. Chị và ảnh hai người cũng thiệt là. Mau giải quyết cho rõ ràng đi. Mình hết thịt bò rồi sao? Tôi tưởng là bà nói không cần mua thịt bò nên... Hôm kia nhà mình đã ăn hết rồi. Rõ ràng tôi thấy trong tủ lạnh còn. Hôm qua tôi mới nhìn thấy đi mà. Hết thiệt mà. Chỉ còn thịt heo thôi. Đâu có được đâu. Nguyễn Nhi nó chỉ thích ăn thịt bò thôi. Tính qua mặt tôi hay sao đây? Phải kiếm người làm khác thôi. Cô đi làm hả? Cho nên anh phục rượu anh Quốc hay làm cách nào đó để anh nói ra mình đã từng sống ở đâu và tốt nghiệp ở trường nào. Được, vô duyên lắm. Anh chỉ cần mời anh uống rượu là được rồi. Chỉ cần hỏi mấy cái chuyện như vậy đâu có gì là khó. Chắc tôi không làm được. Ngày nào mà anh không hỏi em làm gì sao? Hỏi thăm người khác, với tò mò chuyện đời tư của người khác.
Tôi không có bao đã từng hẹn hò với bao nhiêu người. Hai, tôi thấy người Hàn Quốc, các cô cũng có nhiều tiếng tốt, cơ nên bỏ cái tật xấu đó đi. Nhưng mà chuyện lần này không phải là một cái chuyện đơn giản đâu, mà nó là một chuyện vô cùng nghiêm trọng. Có phải đã lâu? Bây giờ về nhà ngay sao? Đi uống hôm vài nay ly đi. Có chuyện không vui à? Tôi không muốn về nhà nữa. Sao vậy? Anh với bà xã cãi nhau à? Cậu là má của tôi. Má anh hả? Nè, bà má chú có làm chú buồn bực bao giờ chưa? Đương nhiên. Nhưng tôi cũng bỏ qua. Họ cũng thiệt là già rồi phải nghe lời con cái khuyên nhủ mới đúng chứ. Chịu nghe ai nói lý lẽ với bà đâu. Con người càng về già càng cố chấp đó mà. Phải không? Nhưng nếu họ chịu nghe lời con cái thì tốt biết mấy. Bà vợ của tôi bị bệnh mất trí. Không, ổng ở với con kế, nhưng ổng thường xuyên đi bại ra quần, rồi sau đó còn cởi ra trước mặt của con cháu. Hay vậy? Biết làm sao được. Tôi đang lo sau này mình cũng giống như vậy. Anh không giống như vậy được đâu. Chứ người ta cứ nói vận dụng trí não nhiều. Nè, như tổng thống Reagan có vận dụng não nhiều hay không? Ông cũng bị mất. Anh nói cũng đúng đó. Vậy đi. Mấy chị đã dậy hết rồi. Em hối hận hả? Vậy thì giờ này em vẫn còn được ngủ ngon mà. Em cũng hối hận. Cẩm Thạch. Quyển Nhi, lên xe đi. Dạ chào chú. Dạ. Chú à, dạ cái gì? Anh ăn cơm chưa vậy? Đã ăn rồi. Nếu mà anh muốn cưỡi ngựa thì phải ăn cơm cho no. Chắc thì khoảng 30-40 là được. Tôi không có yêu cầu gì đặc biệt, chỉ cần duy nhất là phải cao hơn những nhà khác. Và nếu người đó sạch sẽ, biết nấu ăn ngon thì càng tốt nữa. Cảm ơn nha. Bị người làm nghỉ à? Tôi cần phải thay người khác. Tại sao? Cô ta không có làm tốt mọi chuyện ở trong nhà. Tôi thấy cô ta cũng hay cái đống thịt. Vậy mà bây giờ không còn cái gì hết. Nếu cô ta lỡ có ăn thì cứ nhận là ăn đi. Vậy mà hỏi thì cô ta lại chối. Mình à, mình nói cô ta đang giảm cân mà phải không? Mỗi bữa chỉ dám ăn nửa chén cơm. Vậy ăn có nghĩa là tôi dư quan phải không? Mình tin tôi hay tin người ta? Mình kỳ thiệt đó, không tin tôi. Tôi nói chuyện với cô ta. Nè bà, nếu như bà cho cô ta nghỉ thì chúng ta lấy đâu ra người giúp việc? Thì tìm người khác là được chứ gì. Tôi có hỏi người quen rồi, bà ta nói sẽ có trong vòng một tuần. Bà hãy nghe tôi nói, người mới cũng tốt thôi, nhưng làm với người cũ quen biết mỗi lầm gì chứ. Bây giờ bà phải mở rộng tấm lòng bác ái của bà. Thì bà phải hiểu cho cô ta, có thể gì giảm cân, xưa nay có đâu có ăn cắp cái gì. Nếu người mới đến cái gì cũng phải dạy từ đầu, như vậy rất là phiền phức. Nếu như bà không có được yên tâm. Cô ta ăn dụng hay không? Tôi biết rồi. Vậy ông đừng có nói gì đó nha. Không có cần đâu. Bây giờ bà cứ tỏ ra không có biết cái gì. Tối nay anh có một cuộc hẹn. Thì sao? Anh muốn đi học hay không? Cho anh biết đi. Đối diện siêu thị cây có một chỗ làm cũng được lắm. Giá tiền đi với anh không? Được thôi, em cũng cần phải sửa soạn một chút. Em không muốn cắt tóc hay sao? Nó vừa rồi mà. Anh thấy nó hơi dài đó. Cắt một chút sẽ đẹp hơn.
Đi nè, ông cầm đi. Được đó. Mà bao nhiêu tiền vậy? Giá 10.000. Cảm ơn ông nhiều. Còn cắt tóc hả? Thanh Lan gọi. Lỗ. Xin mời anh qua bên này. Được. Dạ chào ba. Hôm nay con nghỉ à? Dạ. Vậy gặp ba một chút được không? Ở nhà hả ba? Ở... Có chuyện gì không ba? Ba có vài chuyện muốn bàn với con. Con biết cái khu Carmen phải không? Ở khách sạn ngôi sao? Ờ. Dạ. Anh có muốn đổi kiểu tóc không? Ờ, không cần. Khó đi lắm hả? Wow. Wow. Ráng lên nha. Rồi, nắm lên hả? Hey, nè nè, đừng có la lớn, con ngựa sẽ giật mình, cứ việc bình tĩnh. Con ngựa nó đọc được ý nghĩ của mình, nếu mà anh sợ nó sẽ khinh thường anh. Nhìn giống như là chưa cắt. Đúng vậy, chắc họ muốn anh. Vậy thì mình vô cắt thêm chút đi. Không cần, anh không có suy nghĩ lung tung nên tóc không có mọc. Xin lỗi, anh có chuyện đột xuất, cho nên anh không thể đi với em được. Phải. Em ra nhà hàng đợi trước. Xin lỗi em. Không cần xin lỗi. Ôi, đời ơi, trời lạnh quá. Ủa, bà với con nằm đó à? À nè, mua cái gì nè, ăn chút đi. Hả? Gì vậy? Bánh bao thịt mà bà thích ăn nhất đó. Nè đợi chút. Đi cắt tóc về thấy cho nên mua luôn. Thấy ở chợ làm cái này ngon hơn. Cái này tôi mua của hàng xóm chứ đâu. Cho miếng nước. Ồ. Nè, tôi thấy Bích Ngọc với anh Quốc hai tụi nó đó ở chỗ tôi hớt đó mà đi chung với nhau. Ồ, sao vậy? Thằng nhóc này đi đâu rồi hả? Tôi hả? Không phải mày. Chào bác. Một thằng ăn cắp cao cấp à. Hả? Đã làm gì con gái của tôi, nói mau. Hả?